Sáng 6 tháng 8, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Lợi, 38 tuổi, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Lợi làm thuê cho một xưởng cơ khí ở huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở tỉnh Đắk Lắk, xưởng cơ khí đóng cửa, đối tượng Lợi thất nghiệp nên đã bỏ lên thành phố Buôn Ma Thuột sống lang thang. Tại đây, để có tiền tiêu xài, đối tượng Lợi đã nảy sinh ý định đi lừa đảo và trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Ngày 1 tháng 7, đối tượng Lợi đến phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, thuê nhà nghỉ ở rồi trộm của chủ nhà nghỉ này một chiếc xe máy, bán được 14 triệu đồng. Những ngày sau đó, tận dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng Lợi lừa mượn xe máy của 4 người khác ở thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Krông Bắc và huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk đem đi cầm cố.